Tiến Tiến xin chào tất cả mọi người và chúc mừng mọi người đã trở lại với chương trình giới thiệu tác phẩm, tác giả cũng như là những nghệ sĩ mới, những giọng ca mới trong kênh Radio Đồng Ca Nhỏ của Đức Tiến. Và ngày hôm nay là một buổi giới thiệu đặc biệt bởi vì ngày tháng lễ Vu Lan báo hiếu trong Phật giáo cũng đang đến. Những ngày tháng này là những ngày tháng cũng đầy những cái hoang mang, lo sợ trong lòng của mỗi người, những người ở Sài Gòn, đặc biệt là những người ở Sài Gòn. Thì Đức Tiến hy vọng rằng cái chương trình ca nhạc này, chương trình giới thiệu văn nghệ sẽ mang đến cho tất cả mọi người những cái giây phút được chia sẻ với cuộc sống. Thì kính thưa quý vị, trước khi đi vô giới thiệu bài hát thì Đức Tiến xin phép được giới thiệu qua tác giả. Trước hết là nó đặc biệt ở chỗ nhạc phẩm này được sự kết hợp bởi hai chị em, người chị tên là Đăng Thuyền và người em tên là Giáng Thơ. Chị Đăng Thuyền đã viết bài thơ này để tặng mẹ và chị Giáng Thơ đã phổ bài hát này thành nhạc để tôn vinh mẹ. Trong những ngày tháng này không có điều gì đẹp đẽ hơn bằng việc mang đến những lời ca tiếng hát dành cho mẹ. Bởi vì ở tuổi này mẹ đâu còn cần vật chất gì nữa ngoài những đứa con mình, những tinh thần và những sự ủi an cũng như là những sự sum vầy bên gia đình. Trước khi đi vô ca khúc này, Đức Tiến cũng xin phép được giới thiệu sơ về hai chị. Những ngày tháng mà Tiến có qua bên Úc thì có ở bên nhà chị Đăng Thuyền ở Brisbane. Thì ở nơi đó không khí và không gian cũng giống như ở Sài Gòn, nhưng mà nó không có nhộn nhịp bằng Sài Gòn những lúc chưa dịch. Thì Tiến ở nhà chị Đăng Thuyền. Chị Đăng Thuyền là một người ý nhị, nhẹ nhàng, cùng chồng của mình sống tại một cái tỉnh nhỏ ở cái Brisbane, và rất nhiệt tình chào đón Tiến khi đã đến ở nhà chị. Ngày hôm nay thì nghe tin rằng chị vừa mới trải qua một cơn bạo bệnh bởi virus corona. Nó đã xâm chiếm không phải ở Sài Gòn mà trên toàn thế giới. Và những người yêu thương bên cạnh của chúng ta mỗi ngày, đôi khi giật mình nhớ lại thì đôi khi họ cũng có thể sẽ mắc những cái hoạn nạn mà chúng ta không kịp hỏi han. Cũng đã nghe nói là chị đã được đi lại bình thường trong nhà, tuy nhiên phải phục hồi phải cần 6 tháng nữa là bởi vì cái sự phá hủy nội tạng của virus corona rất lớn. Và mong rằng những ngày tháng tới chị mau phục hồi và trở lại cuộc sống thường nhật của mình và luôn luôn yêu thương cuộc sống như những ngày đã qua. Và đó là phần giới thiệu của chị Đăng Thuyền, là người viết bài thơ dành cho mẹ. Và tiếp theo là chị Giáng Thơ. Tiến với chị Giáng Thơ thì cũng đã rất thân với nhau. Gần như là suốt những chặng đường Tiến qua bên Úc thì gần như là ở đâu cũng có mặt chị Thơ để giúp đỡ cho em Úc. Tiến hay ghẹo chị Thơ là chị Thơ sau này nếu ai đó mà gọi chị Thơ là bà bầu xô liên bang thì chị đừng ngạc nhiên, bởi vì bang nào cũng có chị và hầu như tất cả những cái chương trình ca nhạc nào hoặc là những cái chương trình góp mặt để cống hiến cho cộng đồng mình, những văn hóa, những chương trình mang tính nhân văn chịu đều xuất hiện. Và cũng xin chia sẻ thêm là hình như cách đây vào năm 2020 thì chị Giáng Thơ với tính cách năng nổ, làm việc thầm lặng và nhiều sự kiên nhẫn, chị đã được bầu làm một nghị viên của chính phủ Úc chứ không phải là của cộng đồng. Nỗ lực không ngừng nghỉ của cả một cái tuổi trẻ của chị đã dành để phục vụ cho chính quyền tại Úc cũng như là phục vụ cho văn hóa cộng đồng và đời sống của những người Việt. Đôi khi có những việc sẽ không ai kể ra, nhưng mà những gì Tiến biết và Tiến chia sẻ thì đó là những cái gì tấm lòng của Tiến muốn dàn trải ra để chia sẻ với những người chưa biết, như một cách nào đó để chúng ta cảm ơn và tri ân những cái người
không phải riêng chị Thơ mà còn nhiều người, các anh chị em ở bên Úc, người Việt đã luôn luôn giang tay chia sẻ, thấu cảm cho những thân phận người Việt vẫn còn ngang trái rất nhiều ở quê nhà. Đó là điều đẹp đẽ nhất mà Tiến cảm thấy và lưu giữ những điều đó trong trái tim mình sau những ngày tháng đi qua bên Úc. Chị Giáng Thơ không phải là một người thường xuyên viết nhạc, bởi vì ngôn ngữ của chị Thơ là ngôn ngữ của một nhà thơ, và tôi đã đọc rất nhiều thơ của chị, thậm chí có những tập thơ rất đặc biệt. Nhưng chị không muốn mang đến cho mọi người, có thể đó là một sự khiêm nhường. Thì cái ca khúc Màu của mẹ được phổ thơ bởi chị Đăng Thuyền là một trong những cái ca khúc có thể gọi là đầu tay của chị Giáng Thơ. Tuy nhiên nó mang đến một cái dấu ấn rất riêng và một cái tinh thần gọi là rất chuyên nghiệp trong cấu trúc bài, cũng giống như là trong cấu trúc từng đoạn nhạc. Ca khúc này những lời rất là mộc mạc và đơn giản, tuy nhiên tận cùng của sự nghệ thuật đó chính là sự đơn giản, bởi không có gì đơn giản bằng từ trái tim đến trái tim, cũng giống như không có gì đơn giản bằng chúng ta cho một đứa bé một viên kẹo và đặt vào tay nó và nó chìa tay ra. Thì ca khúc này cũng ngọt ngào như là cách để mang đến cho những người cần, những người có hoặc là những người đã không còn mẹ, như một sự tĩnh lặng để hồi tâm, để nhìn nhận lại giá trị hy sinh của những người mẹ trong đời sống này. Xin cảm ơn chị Đăng Thuyền và xin cảm ơn chị Giáng Thơ đã mang đến cho đời một tác phẩm hay, đẹp và cảm động. Và kính chúc cho tất cả mọi người luôn bình an trong cuộc sống, đặc biệt là chị Đăng Thuyền mau chóng phục hồi và vượt qua những cơn nguy biến đến với đời mình. Và kính chúc mọi người có một buổi nghe nhạc. Cho đêm đông nồng ướt
tràn hòa. Mẹ màu vàng cho con thêm hương sắc, mẹ của con sắc cầu vồng bao la. Mẹ màu lam hòa hồn con ưu ái, mẹ màu trắng xây lâu đài thơ dài, mẹ màu tím ôm chùm con hạnh phúc, mẹ muôn màu biến hóa đời con. Ôi mẹ là muôn màu sắc thắm, mẹ như pha lê lấp lánh trong ngần, mẹ là màu tình yêu chiếu rọi mẹ trong tôi. Ôi đôi thêm thiên thần, mẹ là màu tình yêu chiếu rọi mẹ trong tôi. Ôi đôi cánh thân tiên, ôi mẹ là muôn màu sắc thắm, mẹ như pha lê lấp lánh trong ngần, mẹ là màu tình yêu chiếu rọi trong tôi. Ôi đôi cánh thiên thần, ôi mẹ là muôn màu sắc thắm, mẹ như pha lê lấp lánh trong ngần, mẹ là màu tình yêu chiếu rọi mẹ trong tôi. Ôi đôi cánh